Những trận đấu dưới cơn mưa tuyết trắng xóa chính là một trong những điểm nổi bật nhất của Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Rất nhiều đội đã phải thi đấu trong điều kiện không thuận lợi, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành lối chơi của các đội bóng, cũng như khiến cho khán giả không có được góc quan sát thuận lợi nhất để dõi theo các diễn biến trên sân. Thậm chí cuộc đối đầu giữa Burnley và Tottenham đã không thể diễn ra. Điều đó đã khiến cho ban tổ chức suýt định hoãn trận đấu này và sẽ được tổ chức đá bù trong thời gian tới. Đây chắc chắn là điều mà Spurs không mong muốn xảy ra, bởi gà trống có thể sẽ phải thi đấu với mật độ dày hơn nữa, trong khi lịch trình dự kiến, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte đã phải thi đấu ít nhất 9 trận trong tháng cuối cùng của năm 2021. Có khá nhiều sân bóng đã gặp điều kiện bất lợi, nhưng thật may tại Stamford Bridge, nơi diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh giữa chủ nhà Chelsea với đội khách Manchester United, thì thời tiết hết sức ủng hộ. Trời xanh, mây trắng, lại có thêm chút gió nhẹ, tạo tiền đề thuận lợi nhất để hai đội bóng hàng đầu nước Anh so tài với nhau. Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Manchester United tại Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã gây bất ngờ khi xếp Ronaldo ngồi dự bị. Marcus Rashford và Jadon Sancho đã được lựa chọn để dẫn dắt hàng công của Quỷ Đỏ. Cùng với đó thì ba tiền vệ trung tâm Matic, Fred và McTominay đã có mặt ngay từ đầu nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành của đội khách. Nhưng suốt hiệp đấu đầu tiên, Manchester United đã phải rất vất vả để chống đỡ những đợt lên bóng ào ạt của Chelsea. The Blues có rất nhiều những mảng miếng tấn công khác nhau để tạo ra khá nhiều thời cơ ngon ăn, nhưng tất cả những pha dứt điểm cuối cùng lại đều không thể đánh bại được thủ thành David De Gea. Nhìn vị trí trung bình của các cầu thủ Quỷ Đỏ ở hiệp 1 thì ta mới thấy đội khách đã vất vả như thế nào. Cả 11 vị trí của Manchester United đều đứng từ vạch giữa sân trở về sau để tập trung phòng ngự. Ở 45 phút đầu tiên, De Gea đã phải đối mặt với 10 cú dứt điểm từ đối thủ, nhưng thật may thủ môn người Tây Ban Nha vẫn đứng vững. Bước sang hiệp 2, những bước ngoặt đã xảy ra từ khá sớm và tâm điểm của hiệp đấu này đó là Jorginho của Chelsea. Trong một tình huống, Bruno phá bóng sau quả phạt góc của Chelsea, Jorginho khống chế bóng lỗi, qua đó tạo điều kiện để Jadon Sancho băng xuống đối mặt với thủ thành Mendy trước khi ghi bàn, giúp Manchester United mở tỷ số cho trận đấu. Đây là pha lập công thứ hai của tài năng trẻ người Anh sau hai trận đấu liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Điều này cũng cho thấy sự mát tay của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, bởi ở 14 trận trước đó, dưới thời cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Jadon Sancho chẳng có bàn thắng nào. Nhưng niềm vui của Sancho và những đồng đội chẳng kéo dài được quá lâu. Chỉ hơn 15 phút sau, Wan-Bissaka mắc sai lầm khi phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm. Để rồi trên chấm 11m, Jorginho bằng điệu nhảy chân sáo quen thuộc đã lập công chuộc tội, cân bằng tỷ số 1 đều. Với bàn thắng này thì tiền vệ người Italia đã trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên ghi bàn ở Premier League vào lưới Manchester United trên sân Stamford Bridge kể từ Ross Barkley vào tháng 10 năm 2018. Một thống kê có thể khiến nhiều người phải bất ngờ. Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có thêm những cơ hội. Manchester United thì có thời cơ của Fred sau tình huống chuyền lỗi của thủ môn Mendy, trong khi Chelsea có cú đá của Timo Werner hay pha dứt điểm ở những giây cuối cùng của trung vệ Rudiger, nhưng tất cả đều không thành bàn. Chung cuộc, Chelsea bị Manchester United cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà. Đây là một kết quả có phần đáng tiếc cho Chelsea khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng của trận này của đội bóng huấn luyện viên Thomas Tuchel lên tới 2,54, trong khi Manchester United chỉ là 0,82. Kết quả này cũng khiến Thomas Tuchel trở thành huấn luyện viên thứ 3 liên tiếp của Chelsea sau Mauricio Sarri và Frank Lampard chưa thể có được chiến thắng khi đối đầu với Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Chelsea chia điểm đồng nghĩa với việc đội bóng thủ đô đã bị những đội bám đuổi như Man City hay Liverpool rút ngắn khoảng cách. Bởi trước đó, hai đại gia này đã ấm trọn vẹn 3 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola trên sân nhà Etihad tiếp đón West Ham trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do tuyết rơi dày đặc. Dù mặt sân trơn trượt, nhưng Man City vẫn cho thấy khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và bài bản ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ sân Etihad dễ dàng dồn ép đối thủ về phần sân nhà bằng những pha đan bóng cực ngắn ở tốc độ nhanh. Man City đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 33 nhờ công của Gundogan bằng quả đệm lòng đơn giản sau nỗ lực dứt điểm của Mahrez. Với pha lập công này, Ilkay Gundogan đã ghi được 15 bàn sau 37 lần ra sân ở Premier League kể từ đầu mùa giải năm ngoái. Đây là con số nhiều hơn so với bất cứ tiền vệ nào. Không những ghi bàn mà tiền vệ người Đức còn đóng góp dấu giày của mình trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Man City ở phút 90. Ở tình huống này thì Gundogan đã kiến tạo để Fernandinho điền tên lên bảng tỷ số. Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, West Ham cố gắng dồn lên nhưng đội khách cũng chỉ kiếm được bàn thắng danh dự của Lanzini mà thôi.
khép lại 90 phút, chủ nhà Man City đánh bại West Ham 2-1. Trước chiến thắng của Man City một ngày, Liverpool đã thị uy sức mạnh khi tiếp đón Southampton đang chơi phập phù. Khi mà các khán giả trên sân Anfield có lẽ chưa ổn định chỗ ngồi, thì Diogo Jota đã đưa The Cop vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ hai. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để làm tung lưới đối thủ sau đường chuyền của Robertson. Những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng người ghi bàn chỉ có một và vẫn là Jota. Pha lập công tương tự với bàn thắng mở tỷ số. Lần này người kiến tạo để cầu thủ số 20 nhân đôi cách biệt là Mohamed Salah. Trước khi hiệp một khép lại, The Cop có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Thiago. Như vậy, sau khi ghi bàn tại Champions League vào lưới của Porto, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy cái duyên của mình tại đấu trường quốc nội. Chưa dừng lại ở đó, ngay đầu hiệp 2, trung vệ Van Dijk đã ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Liverpool trước Southampton. Không chỉ giành 3 điểm trọn vẹn, mà The Cop còn tiếp tục cho thấy sức tấn công hủy diệt khi đã có tổng cộng 39 bàn thắng sau 13 vòng, một con số hết sức ấn tượng. Ông lớn còn lại cuối tuần qua cũng có được kết quả thuận lợi là Arsenal. Chỉ phải tiếp đón đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Newcastle, nên chẳng mấy khó khăn để pháo thủ áp đảo hoàn toàn. Nhưng cũng phải chờ tới hiệp 2 nhờ bàn thắng của Saka và Martinelli. Arsenal mới đánh bại đối thủ 2-0 trong hai bàn thắng của đội bóng huấn luyện viên Mikel Arteta. Rất nhiều người đã thích thú với pha lập công mở tỷ số của Saka sau đường chuyền của Smith Rowe. Có thể nói bộ đôi tài năng trẻ tuổi này chính là tương lai của Arsenal trong những năm tới. Ở những trận đấu còn lại, Aston Villa tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng sau khi đưa huấn luyện viên Steven Gerrard lên dẫn dắt đội bóng bằng việc đánh bại chủ nhà Crystal Palace 2-1. Norwich chia điểm với Wolves trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi. Không đều cũng là kết quả của trận đấu giữa Brighton gặp Leeds. Đây là cuộc đối đầu mà hai đội đã chơi khá hấp dẫn, nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Ở hai trận đấu còn lại, các đội có lợi thế sân nhà gồm Brentford và Leicester City đều đã giành được chiến thắng. Brentford đánh bại Everton 1-0, trong khi Leicester City vượt qua Watford 4-2. Như vậy, sau vòng 13 ngoại hạng Anh, ngôi đầu vẫn thuộc về Chelsea với 30 điểm. Nhưng trận hòa với Manchester United đã khiến The Blues bị các đối thủ phía sau áp sát. Man City lúc này đã có 29 điểm, còn Liverpool đã có 28 điểm. West Ham với 23 điểm vẫn giữ được vị trí thứ tư. Nhưng lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên David Moyes chỉ hơn Arsenal hiệu số bàn thắng bại. Và nếu cứ tiếp tục phong độ ấn tượng như thời gian vừa qua, Arsenal sẽ quay về với biệt danh chú tư sớm thôi. Những vị trí tiếp theo thuộc về Wolverhampton, Tottenham và Manchester United. Ở nửa cuối bảng xếp hạng, ba cái tên đang cầm đèn đỏ gồm Burnley, Norwich và Newcastle. Một vòng đấu với rất nhiều những diễn biến hấp dẫn đã trôi qua. Và đặc biệt, chẳng ai có thể ngờ Manchester United đang gặp nhiều bất ổn lại có thể cầm hòa Chelsea ngay tại London. Nhưng bóng đá là như vậy. Tiếng nói từ lịch sử và những bất ngờ vẫn luôn có giá trị và hiện hữu, nhất là tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và đó là tất cả những gì mà K+ Sport gửi tới các bạn ở phần tổng hợp các trận đấu thuộc vòng 13 ngoại hạng Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.